anh muốn để kiểu tóc gì đây? Hôm nay tặng cho anh kiểu Jerry trong phim Big Mouth. Jerry trong phim Meet Mouth. Big Mouth. Anh có thể cho em xem ảnh nhớ. Em cũng chưa hình dung ra kiểu đấy. Phim này chắc đang hot đúng không anh? Ừ. Kiểu này thì hai bên vẫn để nó nhẹ nhàng, xong là sấy mỗi cái phần mái nó cong cong lên một chút như này thôi. Ừ. Ok. Ngoài cắt ra thì hôm nay anh có muốn làm gì nữa không ạ? Nhuộm thôi nhé. Anh muốn nhuộm cái màu kiểu sáng sáng hẳn lên kiểu chơi chơi, hay là anh muốn nhuộm màu nhẹ nhàng thôi? Nhẹ nhàng thôi. Nước da của anh thì dễ nhuộm rồi. Ok, em làm luôn cho anh nhé. Okay.